đang bên nhà tin này. Tốt luôn.
Dạ. Yeah.
Mấy ban trời ơi. Đi độ phê cơ phải lại đi chơi à đây phải chơi đi độ đấy phải chơi phê cơ sáu năm hai trời phải chơi Việt Nam Wow.
Cái gì? Từ qua từ năm qua luôn rồi, năm 2015 bây giờ là năm 2016. Thôi mình biết 100% xuống còn 40% á, chắc tao bán luôn rồi bác quá. Coi nói vườn coi cứ 85% còn 85% á, đang còn 85%. Đâu coi được 18. Bên nội mày quýnh bại cái gì? Bước số 2 ông này vô vô. Nghe không, đang bánh nhau đấy. Nhưng mà nát một ông rồi đâu. Nát một ông, một ông bánh chứ. Nát thêm ông nữa không? Không. Ôi, thua rồi. Ai thua? Để cho con mèo có tí phép lên là không được rồi. Đi đi. Bố con gì đấy? Bờ rồng. Bố con gì vậy chú mày? Mèo. Không, con này nè. Đó, con đó là con yêu. Con lên ban. Rồi. Chảy tiền phùi luôn mình đâu. Một chút đời lớn. Một con gì mà cứ qua. Một con gì vậy? Ở đây được chặt. Một con chùa rồi. Tôi sẽ học qua cái thôi. Không. Tao bán hả? Con. Con sợ lắm rồi. Bà cháu đây đồ tao mình cứ lấy cái thầy như đúng rồi. Đâu có miếng nào đâu nha. Hồi chưa phải không coi rồi đến bà nội mình uống bàn chiều. Chú đâu có bị cạnh đâu. À bà nó bất chủng à. Mà sao bà nội mẹ không mua đi nhờ? Chú bánh rẻ ra rồi mà còn không mua. Cách cứu hay xe gì mà mà select select hả? Cái gì vậy? Cách cứu hả? Mua được. Ủa, ông gì đây? Ông gì vậy? Ông cầm cái kiếm, ông 10 con mắt. Mày lạ không? Giao bố. Đâu? Ừ, ông robot. Ủa, cái gì ông robot vậy? Ông robot. Sao bò luôn rồi. Né rồi rồi chứ không? À, đi cấp 17 rồi. Không chết luôn rồi. Không chết hết rồi.
Con kêu ông vô bố thùng mẹ rồi giống hai con này đi. Hả? Chắc nói hả? Nói thằng nó ngu quá. Thôi chưa nó mày đấm gì vậy? Chơi gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy?